Cô xin chào các em, cô tên là Nguyễn Thị Phương Thi, giáo viên trường tiểu học Quang Trung, thành phố Huế. Hôm nay, cô rất vui khi lại được tiếp tục đồng hành cùng các em trong tiết học môn tiếng Việt lớp 1 của bộ sách Chân trời sáng tạo. Chúng ta sẽ làm quen với một chủ đề mới, đó là chủ đề 12 với tên gọi Trung Thu. Trung Thu là một ngày Tết dành cho thiếu nhi, được diễn ra hàng năm vào ngày rằm tháng 8, tức là ngày 15 tháng 8 âm lịch. Vào ngày này, các bạn nhỏ được rước đèn Trung Thu, được phá cỗ và được thưởng thức những chiếc bánh Trung Thu rất ngon. Vậy với chủ đề này, cô trò chúng ta sẽ có những bài học gì mới? Cùng cô đến với bài học đầu tiên nhé! Mời các em mở sách giáo khoa trang 120 hoặc quan sát lên màn hình và cho cô biết bức tranh vẽ gì? Bức tranh vẽ các bạn nhỏ đang rước đèn Trung Thu với chị Hằng ở trên một sân khấu. Vào đêm Trung Thu, vầng trăng rất sáng và tròn. Vậy trên tay mọi người đang cầm gì vậy? Trên tay mọi người đang cầm những chiếc đèn Trung Thu. Chị Hằng và bạn nam này đang cầm chiếc đèn ông sao. Bạn nữ cầm chiếc đèn có hình con cá vàng. Và bạn nam này cầm chiếc đèn có hình búp măng tre. Như vậy, quan sát tranh có tìm được một số tiếng sau, đó là vàng, sáng, măng, trăng, vâng. Các em hãy cho cô biết tiếng vàng và tiếng sáng có điểm gì giống nhau. Tiếng vàng và tiếng sáng có điểm giống nhau đó là điều chứa một vần mới mà hôm nay cô trò chúng ta sẽ tìm hiểu, đó là vần an. Vậy tiếng măng và tiếng trăng thì như thế nào? Tiếng măng và tiếng trăng cũng chứa một vần mới, đó là vần ăn. Và tiếng vần chứa vần ân. Đây chính là ba vần mới mà cô muốn giới thiệu với các em trong bài học ngày hôm nay. Bài 1. An. Ăn. Ân. Các em lưu ý, khi phát âm ba vần mới này, lưỡi của chúng ta sẽ hơi cong và đầu lưỡi không chạm lên phía trên của vòm miệng. Các em cùng nhắc lại về cô nào. An. Ăn. Ân. Bây giờ cô trò chúng ta cùng tìm hiểu vần đầu tiên, đó là vần an. Các em hãy quan sát và cho cô biết vần an gồm mấy âm và đó là những âm nào. Vần an gồm có hai âm. Âm a đứng trước, âm ng đứng sau. Vì thế được đánh vần và đọc trơn là A, ng, an, an. Cô mời cả em nhắc lại nào. Một lần nữa nào. A, ng, an, an. Cô đưa vần an vào mô hình. Và cô thêm âm v đứng trước. Dấu huyền đặt trên đầu âm A. Bây giờ cô có tiếng mới là tiếng gì? Đó là tiếng vàng. Tiếng vàng có âm v đứng trước, vần an đứng sau và dấu huyền đặt trên đầu âm a. Bây giờ cô mời các em lắng nghe cô đánh vần và đọc trước. V, an, vang, huyền, vàng, vàng. Các em nhắc lại nó. Một lần nữa nào. V, an, vang, huyền, vàng, vàng. Quan sát bức tranh và cho cô biết đây là con cá gì? Đó chính là cá vàng. Cá vàng là loài cá sống ở nước ngọt, có kích thước nhỏ với những màu sắc rất đẹp. Cá vàng thường được nuôi làm cảnh ở bể cá, trong nhà hoặc ngoài trời. Cô mời các em đọc thơm nào. Đọc to với cô nào. Cá vàng. Một lần nữa. Cá vàng. Chúng ta cùng đọc lại nhé. An. V. An. Vang. Huyền. Vàng. Vàng. Cá vàng.
Vậy là vừa rồi cô trò chúng ta đã làm quen với vần an. Nếu bây giờ cô thay âm đầu âm a thành âm á, cô sẽ được một vần mới, đó là vần gì? Các em hãy lắng nghe cô đánh vần và đọc trường để biết nhé. Á, ngờ, ăn, ăn. À, đó chính là vần ăn. Vần ăn có âm á đứng trước, âm ngờ đứng sau. Bây giờ các em lắng nghe cô đánh vần và đọc trường lại một lần nữa. Á, ngờ, ăn, ăn. Các em nhắc lại nào. Một lần nữa nào. Á, ngờ, ăn, ăn. Từ vần ăn, nếu bây giờ có thêm âm đầu là âm mờ, có được tiếng gì vậy? À, đó chính là tiếng măng. Tiếng măng có âm mờ đứng trước, vần ăn đứng sau. Các em lắng nghe cô đánh vần và đọc trước. Mờ, ăn, măng, măng. Các em lặp lại. Lần nữa nào. Mờ, ăn, măng, măng. Quan sát bức tranh sau và cho cô biết đây là gì? À, đó chính là măng tre. Măng tre là mầm tre non mọc từ dưới đất lên và sau này phát triển nó sẽ thành cây tre. Và măng tre cũng được sử dụng để chế biến thành những món ăn rất ngon. Cô mời các em đọc thầm từ mà chúng ta tìm được ở hình ảnh này nào. Đọc to với cô. Măng tre. Lần nữa. Măng tre. Chúng ta cùng đọc lại nhé. Ăn. Măng tre. Cô trò chúng ta cùng chuyển sang vần tiếp theo. Cô lại tiếp tục thay âm đầu. Âm á bằng âm ở. Vậy cô có một vần mới là vần gì? À, đó chính là vần ân. Vần ân gồm có âm ở đứng trước, âm ngờ đứng sau. Vì thế được đánh vần và đọc trơn lá. Ở, ngờ, ân, ân. Các em nhắc lại. Lần nữa nào. Ở, ngờ, ân, ân. Từ vần ân, để có tiếng tần, cô sẽ làm như thế nào? À, từ vần ân, để có tiếng tần, cô sẽ thêm âm đầu, đó là âm tờ và dấu huyền. Lúc này, cô có một tiếng mới, đó là tiếng tần. Các em hãy phân tích cho cô tiếng tần. Tiếng tần có âm tờ đứng trước, vần ân đứng sau và dấu huyền đặt trên đầu âm ở. Lắng nghe cô đánh vần và đọc trơn nào. Tờ, ân, tân, huyền, tần, tần. Các em lặp lại. Lần nữa nào. Tờ, ân, tân, huyền, tần, tần. Quan sát bức tranh sau và cho cô biết đây là mẫu nhà gì? À, đó chính là mẫu nhà tầng. Nhà tầng tức là một nhà có một tầng trệt ở dưới và những tầng lầu phía trên. Đây là mẫu nhà các em thường gặp ở các thành phố, đô thị. Cô mời các em đọc thầm từ mà chúng ta tìm được ở hình ảnh này nhé. Đọc to với cô nào. Nhà tầng. Lần nữa. Nhà tầng. Chúng ta cùng đọc lại. Ân. Nhà tầng. Bây giờ chúng ta cùng đọc lại toàn bài nhé. An. Vờ
An, vang, huyền, vàng, vàng, cả, vàng. Ăn, măng, tre. Ân, nhà, tầng. Vậy là cô trò chúng ta vừa tìm hiểu ba vần mới ngày hôm nay, đó là vần an, ăn và ân. Vậy ba vần mới này có điểm gì giống nhau? Điểm giống nhau của ba vần này đó là đều có hai âm và âm cuối là âm ngờ. Vậy điểm khác nhau là gì? Điểm khác nhau chính là âm đầu. Vần an, âm a. Vần ăn, âm á. Và vần ân, âm ở. Chính vì điểm khác nhau này nên mỗi vần có một cách đọc khác nhau. Các em à, khi làm quen với ba vần mới này, các em hãy thử nhớ lại xem chúng ta đã học những vần nào mà cũng có cách đọc tương tự như vậy. Cùng nhớ lại với cô nào. Đó là vần an, ăn, ân. Ba vần này có âm cuối là âm n, nên khi phát âm, lưỡi của chúng ta sẽ chạm phía trên của vòm miệng. Còn ba vần mới hôm nay cô giới thiệu đến với các em, đó là vần an, ăn, ân. Có âm cuối là âm ng, nên khi phát âm, lưỡi của chúng ta sẽ hơi cong và đầu lưỡi không chạm lên phía trên của vòm miệng. Bây giờ cô trò chúng ta cùng đọc lại để thấy được sự khác biệt này nhé. An, an, ăn, ăn, ân, ân. Chính vì cách đọc tương tự giống nhau nên khi viết và đọc các em đừng nhầm lẫn nhé. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ chuyển sang một hoạt động tiếp theo, đó là hoạt động luyện viết. Trên màn hình là vần an viết thường. Vần an gồm có chữ A đứng trước, nối với chữ ng đứng sau. Vậy, độ cao của các con chữ như thế nào? Độ cao của con chữ A và con chữ n có độ cao là 2 ô ly. Và độ cao của con chữ g là 5 ô ly. Bây giờ cô mời các em quan sát cách viết vần an. Đặt phần dưới đường kẻ ngang 3, các em viết chữ A. Nối nét viết tiếp chữ ng. Dừng phần trên đường kẻ ngang 2. Từ vần an, cô sẽ hướng dẫn các em viết chữ vàng. Để viết được chữ vàng, các em chỉ viết thêm chữ V ở trước, nối với vần an đứng sau và dấu huyền đặt trên đầu chữ A. Độ cao của chữ V là 2 ô ly. Cô mời các em quan sát cách viết chữ vàng. Đặt bút giữa đường kẻ ngang 2 và 3, các em viết chữ V, nối với vần an. Và chúng ta sẽ thực hành viết liền nét, nên dấu huyền các em sẽ viết sau cùng. Dừng bút trên đường kẻ ngang 2, các em lia bút viết dấu huyền. Bây giờ các em hãy lấy bảng con và viết cho cô vần an và chữ vàng. Các em chú ý tư thế ngồi viết đúng nhé. Bây giờ các em hãy chỉ tay vào bảng và đọc lại những chữ mà các em vừa mới viết nào. An, vàng. Cô tiếp tục giới thiệu với các em vần tiếp theo,
đó là vần ăn. Vần ăn gồm có chữ ạ đứng trước, nối với chữ ngơ đứng sau. Và độ cao của các con chữ cũng giống như vần ăn. Bây giờ các em quan sát cách viết vần ăn. Đặt phần dưới đường kẻ ngang ba, các em viết chữ ạ. Nối nét viết tiếp chữ ngơ. Chúng ta sẽ thực hành việc liên nét, nên dấu của chữ á các em cũng viết sau cùng. Dừng phần trên đường kẻ ngang 2, các em viết dấu chữ á. Từ vần ăn, để viết được chữ măng, các em viết chữ mờ đứng trước, nối với vần ăn đứng sau. Và độ cao của chữ mờ là 2 ô ly. Bây giờ, cô mời các em quan sát cách viết chữ măng. Đặt bút giữa đường kẻ ngang 2 và 3, các em viết chữ M. Nối với vần ăn. Dừng bút trên đường kẻ ngang 2. Bây giờ các em tiếp tục viết vào bảng con cho cô vần ăn và chữ măng. Cô tin các bạn nhỏ của cô sẽ viết rất đẹp và đều. Bây giờ chúng ta đọc lại những chữ mà các em vừa mới viết nhé. Ăn, măng. Một vần tiếp theo nữa nào. Đây chính là vần ân viết thường. Vần ân viết thường có chữ ở đứng trước, nối với chữ ngơ đứng sau. Và độ cao của các con chữ cũng giống như vần an và vần ăn. Cô mời các em quan sát cách viết vần ân. Đặt phấn dưới đường kẻ ngang 3, các em viết chữ ở. Nối nét viết tiếp chữ ngờ. Và dấu của chữ ở các em sẽ viết sau cùng. Dừng phấn trên đường kẻ ngang 2, các em liếc phấn viết dấu chữ ở. Như vậy các em thấy ba vần này đều có cách viết gần giống nhau, chỉ khác dấu á của vần ăn và dấu ở của vần ân. Từ vần ân, cô sẽ hướng dẫn các em viết chữ tần. Để viết chữ tần, các em viết chữ tờ đứng trước, nối với vần ân đứng sau và dấu huyền đặt trên đầu chữ ở. Độ cao của chữ tờ là 3 ô ly. Bây giờ các em quan sát cách viết chữ tần. Đặt bút trên đường kẻ ngang 2, các em viết chữ tờ. Nối với vần ân. Dừng bút trên đường kẻ ngang 2. Sau đó các em lia bút viết nét ngang của chữ tờ và dấu huyền trên đầu chữ ở. Bây giờ các em lại tiếp tục viết vào bảng con cho cô vần ân và chữ tần. Chúng ta cùng đọc lại những chữ mà các em vừa mới viết nhé. Ân,
Cần. Vậy là vừa rồi, cô đã hướng dẫn các em viết trên bảng con. Bây giờ các em hãy mở vở tập viết trang số 32, 33. Chúng ta sẽ luyện viết ở vở tập viết bài 1. Cùng cô đọc lại những chữ mà các em sẽ viết nào. An, vàng, ăn, măng, ân, tầng. Các em à, bài viết này các em sẽ hoàn thành sau khi chúng ta kết thúc bài học nhé. Bây giờ để giúp cho các em thư giãn hơn, cô mời các em đứng dậy và chúng ta nhún nhảy theo lời bài hát Đêm Trung Thu của Gà Con. Cô trò chúng ta cùng tiếp tục bài học nào. Mời các em quan sát bức tranh và cùng đọc lại những vần mà hôm nay cô trò chúng ta tìm hiểu nhé. An, ăn, ân. Từ những vần mới này, hôm nay cô trò chúng ta tìm được những từ mới nào. Cô mời các em quan sát hình ảnh đầu tiên và đoán thử xem tên của loài lá này nào. Các em đọc thầm nào. Đọc to vậy cô. Lá, bàng. Lần nữa. Lá, bàng. À, trên tay cô, lá, lá bàng. Lá bàng tức là lá của cây bàng. Lá bàng thường rất to, có màu xanh khi mới mọc. Mặt trên bóng bẩy và mặt dưới có nhiều gân nổi lên. Cây bàng thường được trồng ở sân trường. Nó được xem như chiếc ô để che mưa, che nắng cho các bạn học sinh. Bây giờ các em hãy suy nghĩ và nói cho cô một câu có chứa từ lá bàng. Các em có thể nói là chiếc lá bàng to quá. Chúng ta cùng tiếp tục chuyển sang hình ảnh tiếp theo. Đấy là quả gì các em? Cô nghĩ rằng rất nhiều bạn đã nhận ra. Vậy chúng ta cùng đọc thầm nó. Đọc to vậy cô nào. Măng cụt. Lần nữa. Măng cụt. À, đây chính là quả măng cụt. Măng cụt có vỏ dày và cứng, khi chín có màu tím đậm, bên trong có những múi màu trắng và có hạt, nên khi ăn các em nhớ nhả hạt ra nhé. Các em lại tiếp tục suy nghĩ và nói cho cô một câu có chứa từ măng cụt. Các em có thể nói là em rất thích ăn măng cụt. Chúng ta chuyển sang hình ảnh tiếp theo nào. Các em quan sát và cho cô biết trên bầu trời này là hình ảnh gì vậy? À, đây chính là mặt trăng. Vậy mặt trăng còn có thể hiểu là gì? Cô mời các em đọc thầm để biết được nào. Đọc với cô nào. Vầng trăng. Lần nữa. Vầng trăng. À, mặt trăng hay còn có thể hiểu là vầng trăng. Và trăng thường được thấy vào ban đêm. Đặc biệt những đêm trăng rằm, trăng thường rất tròn và sáng. Các em suy nghĩ và nói cho cô một câu có chứa từ vầng trăng. Các em có thể nói là vầng trăng tỏa sáng khắp muôn nơi. Chúng ta cùng tiếp tục chuyển sang hình ảnh cuối cùng. Đây là gì các em?
À, cô nghĩ rằng rất nhiều bạn đã nhận ra rồi. Cô mời các em cùng đọc thầm để biết được nhé. Đọc nó với cô nào. Sao vàng. Một lần nữa nào. Sao vàng. À, cả em à, sao vàng có thể được hiểu là những ngôi sao màu vàng. Và cả em thấy biểu tượng sao vàng chúng ta thường thấy ở đâu? À, sao vàng chúng ta thường thấy ở lá cờ Tổ quốc Việt Nam của chúng ta đó cả em à. Vậy cả em hãy suy nghĩ và nói cho cô một câu có chứa từ sao vàng. Các em có thể nói là cờ đỏ sao vàng bay phấp phới. Bây giờ cô trò chúng ta cùng ôn lại những từ mà các em vừa tìm được nhé. Lá bàng, măng cụt, vầng trăng, sao vàng. Bây giờ các em hãy tìm cho cô những tiếng chứa vầng mà các em vừa mới được học. Đó là tiếng bàng, tiếng vàng chứa vầng an, tiếng măng, tiếng trăng chứa vầng ăn, và tiếng vầng chứa vầng ân. Các em hãy phân tích cho cô tiếng vầng nào. Tiếng vầng có âm vơ đứng trước, vầng ân đứng sau và dấu huyền đặt trên đầu âm ớ. Bây giờ các em lại tiếp tục suy nghĩ và tìm những tiếng từ ngoài bài chứa các vần này nào. Cô ví dụ, vần an, cô tìm được những tiếng và từ sau. Mời các em đọc cùng với cô. Sáng, hàng, làng, quê. Vần ăn, cô tìm được những tiếng và từ này. Các em đọc cùng đọc với cô nhé. Tầng, lắng, nghe, vắng, vẻ. Và vần ân, cùng đọc với cô nào. Dân, vâng lời, nâng đỡ. Các em tiếp tục suy nghĩ và tìm những tiếng từ chứa các vần này nhé. Bây giờ, để giúp cho các em đọc tốt hơn về các vần này, cô có bài đọc ứng dụng sau. Bài đọc này gồm có 2 câu. Từ đầu cho đến xa xưa là câu thứ nhất. Và phần còn lại là câu thứ hai. Chữ đầu của mỗi câu được viết in hoa và cuối câu có dấu chấm. Bây giờ cô mời các em lắng nghe cô đọc mẫu bài này. Tục lệ đón trăng vào giữa mùa thu đã có từ xa xưa, khi trời vừa sang thu, ai nấy đều háo hức chờ đón ngày có vầng trăng tròn. Sau khi lắng nghe cô đọc và quan sát bài đọc này, các em hãy tìm cho cô những tiếng chứa các vầng mà các em hôm nay vừa mới được học. Cô tìm được những tiếng sau. Đó là tiếng sang chứa vấn an, tiếng trăng chứa vấn ăn, và tiếng vần chứa vấn ân. Cô mời cả em đọc thầm lại những tiếng này nào. Đọc to với cô nào. Trăng, sang, vần trăng. Ngoài những tiếng và từ này, trong bài đọc này, các em cũng chú ý phát âm những tiếng và từ sau. Đó là tiếng và từ gì? Cô mời các em đọc thầm nhé. Đọc lại cùng với cô. Giữa, hảo hức. Lần nữa nào. Giữa, hảo hức. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em luyện đọc câu thứ nhất. Câu này tương đối dài nên các em chú ý chúng ta sẽ ngắt và nghỉ hơi ở những chỗ mà cô đã đánh dấu gạch chéo. Bây giờ cô mời các em lắng nghe cô đọc mẫu câu này.
Tục lề đón trăng vào giữa mùa thu, đã có từ xa xưa. Cô mời cả em đọc lại nào. Chúng ta cùng chuyển sang câu thứ hai. Ở câu này cũng tương đối dài nên các em chú ý ngắt hơi ở những chỗ sau. Lắng nghe cô đọc mẫu nhé. Khi trời vừa sang thu, ai nấy đều háo hức chờ đón ngày có vầng trăng tròn. Các em đọc lại nào. Bây giờ cô trò chúng ta cùng đọc lại cả bài này nhé. Tục lệ đón trăng vào giữa mùa thu, đã có từ xa xưa. Khi trời vừa sang thu, ai nấy đều háo hức chờ đón ngày có vầng trăng tròn. Sau khi đọc bài này, các em hãy suy nghĩ và cho cô biết tục lệ nào đã có từ xa xưa. À, đó là tục lệ đón trăng vào giữa mùa thu đã có từ xa xưa. Vậy em hiểu trời vừa sang thu nghĩa là gì? Trời vừa sang thu nghĩa là sự chuyển mùa từ mùa hè sang mùa thu. Đây là một mùa rất đẹp trong năm, có tiết trời mát mẻ, bầu trời trong xanh. Và đây cũng là mùa mà các bạn học sinh được tựu trường. Đặc biệt, vào mùa này, các bạn nhỏ háo hức chờ đón điều gì? À, vào mùa thu, các bạn nhỏ háo hức chờ đón ngày có vầng trăng tròn, tức là chờ đón ngày Tết Trung Thu đó các em à. Khi ấy, vầng trăng rất sáng và tròn, các bạn được vui chơi dưới ánh trăng rằm. Một hoạt động tiếp theo mà cô trò chúng ta sẽ tìm hiểu đó là hoạt động mở rộng. Cô mời các em quan sát bức tranh và cho cô biết các bạn nhỏ đang làm gì? À, các bạn nhỏ đang ca hát rất vui vẻ. Vậy lời ca của bạn nữ này là gì? Các em cùng đọc với cô nào. Chị Hằng ơi. Các em à, chị Hằng được nhắc đến như một người bạn của chú Cùi trong câu chuyện cổ tích Cây Đa và Chú Cùi rất nổi tiếng. Có rất nhiều bài hát về chị Hằng cũng như về ngày Tết Trung Thu. Như giờ giải lao vừa rồi, các em đã được nghe một bài hát về Tết Trung Thu, Đêm Trung Thu của Gà Con. Và ngoài ra còn rất nhiều bài hát khác nữa. Các em có thể nhờ bố mẹ của mình mở thêm những bài hát đó để nghe nhé. Vậy cô đố các em trong lời bài hát của bạn nữ này. Chị Hằng ơi, tiếng nào chứa vâng mà các em vừa mới được học? À, đó là tiếng Hằng chứa vâng ăn. Vậy trong bài học này các em còn được học những vâng nào nữa? Cô mời các em cùng nhắc lại tên bài học ngày hôm nay nào. Ăn, ăn, ân. Ở nhà, các em tiếp tục tìm cho cô những tiếng chứa các vần này và tập nói những câu chứa các tiếng đó nhé. Và cũng đừng quên hoàn thành bài viết ở vở tập viết như cô đã hướng dẫn. Vậy là tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em. Cô chào các em học sinh lớp 2 yêu quý. Cô là Trần Thị Như Phương, giáo viên trường tiểu học Trần Quốc Toản. Cô rất vui khi lại được gặp các em trong tiết học toán của ngày hôm nay. Để tiết học đạt kết quả, các em cần chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập của mình. Vở toán, vở nháp,
bút mực, thước. Khi ngồi học, các em cần ngồi ngay ngắn, nơi có đầy đủ ánh sáng và không quá gần với màn hình TV. Trong thời gian tiết học diễn ra, các em cần chú ý lắng nghe cô giảng, thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của bài học. Cô chúc tất cả chúng ta có một tiết học thật là vui vẻ và bổ ích. Kính mời quý phụ huynh cùng đồng hành với các em trong tiết học toán của ngày hôm nay. Ở các tiết học trước, các em đều được học về phép cộng, phép trừ, có nhớ trong phạm vi 100. Hôm nay, cô sẽ cùng các em chúng ta ôn lại kỹ năng thực hiện phép tính cộng, trừ, có nhớ trong phạm vi 100. Chúng ta vào thực toán của ngày hôm nay. Toán luyện tập trung phép cộng, trừ, có nhớ trong phạm vi 100. Tiết 1. Cô cùng các em chúng ta bước vào bài tập 1. Các em hãy đọc yêu cầu bài tập 1 nào. Bài tập 1 yêu cầu chúng ta làm gì? Bài tập 1 yêu cầu chúng ta đặt tỉnh rồi tỉnh. Để thực hiện đặt tỉnh rồi tỉnh, ta làm như thế nào? Các em hãy nói cho bố mẹ mình cùng nghe. Để đặt tỉnh rồi tỉnh, chúng ta sẽ thực hiện có hai bước. Bước 1, chúng ta sẽ viết phép tỉnh theo cột dọc. Sao cho chữ số đơn vị thẳng cột với chữ số đơn vị, chữ số chục thẳng cột với chữ số chục. Và bước 2, chúng ta sẽ thực hiện tỉnh. Và chúng ta tính theo thứ tự từ phải sang trái, lần lượt từ chữ số đơn vị. Bây giờ, ở bài tập 1, cô có tất cả các phép tính. Cô sẽ hướng dẫn cho các em thực hiện phép tính đầu tiên. Đây là phép cộng. Số có hai chữ số, cộng với số có hai chữ số. Bước đầu tiên, cô sẽ viết phép tính theo cột dọc. Sao cho chữ số đơn vị thẳng với chữ số đơn vị, chữ số chục thẳng cột với chữ số chục. Bước thứ hai, cô sẽ thực hiện tính và chúng ta sẽ tính lần lượt từ phải sang trái, bắt đầu từ chữ số đơn vị. 8 cộng 7 bằng bao nhiêu nào? 8 cộng 7 bằng 15. Cô viết 5, nhớ 1 ở chữ số chục. 5 cộng 1 bằng 6, thêm 1 bằng 7, cô viết 7. Vậy 58 cộng 17 bằng 75. Đây là phép cộng có nhớ trong phạm vi 100. Thì lưu ý, chúng ta cần lưu ý đó là kỹ thuật nhớ. Và bây giờ cô cũng sẽ hướng dẫn cho các em một phép tính trừ tiếp theo. Và bước 1, chúng ta cũng sẽ viết phép tính theo cột dọc. Và bước 2, chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện tính. Lưu ý, ở phép tính trừ có nhớ trong phạm vi 100, các em cần chú ý đó là kỹ thuật mượn trả. 5 trừ 8 không được, lấy 15 trừ 8 bằng 7, viết 7 nhớ 1. 6 thêm 1 bằng 7, 8 trừ 7 bằng 1, viết 1. Vậy 85 trừ 68 bằng 17. Với các phép tính còn lại, cô mời tất cả chúng ta cùng nhau thực hiện vào vở. Cô mời tất cả chúng ta dừng bút và quan sát lên màn hình. Với phép tính 49 cộng 9, đây là phép cộng. Số có hai chữ số cộng với số có một chữ số. Chúng ta cũng sẽ viết theo cột dọc và chữ số 9 cô sẽ viết dưới chữ số đơn vị. Và lúc này cô sẽ cộng 9 cộng 9 bằng bao nhiêu? 9 cộng 9 bằng 18. Viết 8 nhớ 1 ở chữ số chục, 4 thêm 1 bằng 5, viết 5. 49 cộng 9 bằng 58. Cô chúc mừng tất cả những bạn có kết quả đúng với kết quả của cô. Và với phép tính tiếp theo, 31 cộng 69. Lúc này chúng ta sẽ thực hiện tính 1 cộng 9 bằng bao nhiêu nào? 1 cộng 9 bằng 10. Viết 0, nhớ 1 ở chữ số chục. 3 cộng 6 bằng 9, thêm 1 bằng 10, cô viết 10. Vậy 31 cộng 69 bằng 100. Đây là phép cộng có tổng bằng 100. Và bạn nào có kết quả đúng với kết quả của cô? Và cô tin chắc tất cả các em đều có kết quả đúng với kết quả của cô. Nào chúng ta cùng nhau chuyển sang phép tính tiếp theo. Đây là phép tính 100 trừ cho số có hai chữ số,
chúng ta cũng sẽ viết phép tính theo cuộc dọc. Và sau đó chúng ta cũng sẽ thực hiện tính theo thứ tự từ phải sang trái. 0 trừ 4 không được, lấy 10 trừ 4 bằng 6, viết 6 nhớ 1. 2 thêm 1 bằng 3, 10 trừ 3 bằng 7, viết 7. Cô chúc mừng tất cả các em có kết quả đúng với kết quả của cô, 100 trừ 24 bằng 76. Chúng ta cùng nhau bước sang phép tính cuối cùng. Đây là phép tính số có 2 chữ số trừ cho số có 1 chữ số. Chúng ta cùng việc phép tính theo cuộc dọc. 2 trừ 6 không được, lấy 12 trừ 6 bằng 6, viết 6 nhớ 1, 7 trừ 1 bằng 6, 72 trừ 6 bằng 66. Cô cũng khen tất cả các em có đáp án đúng với đáp án của cô. Như vậy, chúng ta đã cùng nhau hoàn thành xong bài tập 1. Ở bài tập 1, cô đã cùng tất cả các em chúng ta ôn lại các phép tính cộng trừ có nhớ trong phạm vi 100. Bây giờ các em hãy nói cho bố mẹ mình tên gọi thành phần của phép tính cộng. 58 gọi là số hàng, 17 gọi là số hàng, kết quả phép cộng gọi là tổng. Trong phép tính cộng, số có giá trị lớn nhất gọi là gì nào? Trong phép cộng, số có giá trị lớn nhất gọi là tổng. Và bây giờ ở phép tính trừ, các em cũng nếu cho bố mẹ mình biết tên gọi thành phần của phép tính trừ. 100 gọi là số bị trừ, 24 gọi là số trừ, hiệu là 76 là kết quả của phép tính trừ. Bây giờ trong phép tính trừ, số có giá trị lớn nhất gọi là số bị trừ. Cô cùng tất cả các em chúng ta cùng nhau bước sang bài tập 2. Các em hãy đọc yêu cầu bài tập 2 nào. Trên màn hình, cô có hai ngôi nhà, một ngôi nhà màu đỏ và một ngôi nhà có mái màu xanh. Và ở trên mái của mỗi ngôi nhà, chủ chim đã gắp đến các thẻ số. Và nhiệm vụ của chúng ta lúc này, hãy xếp các thẻ số để tạo thành các phép tính đúng ở các ngôi nhà. Bây giờ, cô sẽ hướng dẫn cho các em chúng ta hoàn thành các phép tính ở ngôi nhà có mái màu đỏ. Ngôi nhà có mái màu đỏ với các thẻ số 71, 45 và 26. Chúng ta sẽ cùng nhau lựa chọn tổng là bao nhiêu nào? Chúng ta sẽ cùng chọn tổng là 71. Thì cả số hàng lần lượt là 45 cộng 26. Và để kiểm tra xem 71 có phải là kết quả đúng hay không, chúng ta cùng tính nhầm với cô. Ta sẽ lấy số đơn vị cộng với chữ số đơn vị. 5 cộng 6 bằng 11, viết 1 nhớ 1 ở chữ số chục. 4 cộng 2 bằng 6, thêm 1 bằng 7. 45 cộng 26 bằng 71. Chúng ta đã xếp 3 thẻ số tạo thành một phép tính cộng đúng rồi đấy. Bây giờ chúng ta cũng sẽ xếp các thẻ số này tạo thành phép cộng tiếp theo. Các em hãy cho bố mẹ biết khi ta đổi chỗ các số hàng trong một cộng thì tổng có thay đổi không? Khi ta đổi chỗ các số hàng trong một tổng thì tổng không thay đổi. Ở phép cộng đầu tiên, 45 cộng 26 bằng 71. Ở phép cộng tiếp theo của cô là 26 cộng 45 bằng 71. Bây giờ chúng ta cũng sẽ xếp các thẻ số 71, 45, 26 tạo thành hai phép tính trừ. Bây giờ các em hãy nói cho bố mẹ biết từ một phép cộng có hai số hàng chúng ta sẽ tạo được bao nhiêu phép tính trừ tương ứng. Từ một phép cộng có hai số hàng chúng ta sẽ tạo được hai phép tính trừ tương ứng. Bây giờ ở phép tính cộng 26 cộng 45 bằng 71, lúc này chúng ta sẽ dựa vào mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ để hoàn thành hai phép tính trừ tiếp theo. Khi ta lấy tổng trừ đi số hàng này thì được số hàng kia. Bây giờ cô sẽ lấy tổng là 71 trừ 26, kết quả sẽ là 45. Như vậy cô đã hoàn thành phép tính trừ tiếp theo rồi đấy. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thành phép tính trừ cuối cùng. Lúc này cô cũng sẽ lấy tổng là 71 trừ 45 cũng sẽ kết quả là 26. Như vậy với ba thẻ số 71,
45 và 26, cô đã hướng dẫn các em hoàn thành 2 phép tính cộng và 2 phép tính trừ. Bây giờ chúng ta chuyển sang ngôi nhà màu xanh. Ở ngôi nhà màu xanh gồm có 3 thẻ số 100, 61 và 39. Nhiệm vụ của các em hãy xếp các thẻ số này để hoàn thành 2 phép tính cộng và 2 phép tính trừ theo những cách cô vừa hướng dẫn. Bây giờ các em hãy suy nghĩ và viết các phép cộng và phép trừ thích hợp vào vở. Nào, cô mời tất cả chúng ta dừng bút và quan sát lên màn hình. Ở phép cộng đầu tiên, chúng ta chọn tổng là 100, thì các số hàng lần lượt sẽ là 39 và 61. Như vậy, 39 cộng 61 có phải bằng 100 hay không? Các em sẽ cùng cô tính lại kết quả. Lúc này, chúng ta sẽ cộng 9 cộng 1 bằng 10. Việc không, nếu 1 ở chữ số chục, 3 cộng 6 bằng 9, thêm 1 bằng 10. Như vậy, 39 cộng 61 bằng 100. Và đây chính là phép tính đúng. Và cục phép tính. Với phép tính này, chúng ta sẽ dễ dàng hoàn thành phép tính cộng tiếp theo. Đó là khi ta đổi chỗ các số hàng trong một tổng, thì tổng vẫn không thay đổi. Lúc này, cô sẽ lấy 61 cộng 39 bằng 100. Và chúng ta đã hoàn thành hai phép tính cộng. Đúng rồi đấy. Cô khen những bạn có kết quả đúng với kết quả của cô. Bây giờ chúng ta sẽ cùng dựa vào phép cộng 61 cộng 39 bằng 100 để hoàn thành hai phép tính trừ tiếp theo. Đó là lúc này chúng ta sẽ dựa vào mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ để thực hiện. Ta lấy tổng trừ đi số hàng này thì chắc chắn sẽ được là số hàng kia. Lúc này cô lấy tổng là 100 trừ 61 sẽ có kết quả là 39. Và cô sẽ lấy tổng là 100 trừ 39 cũng có kết quả là 61. Và bạn nào có đáp án đúng với của cô không nào? Và cô chúc mừng tất cả những em có đáp án đúng với đáp án của cô. Ở bài tập 2, cô đã cùng các em hoàn thành các phép tính đúng rồi đấy. Và đã cùng nhau ôn lại mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. Và các em cũng cần ghi nhớ mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ để thực hiện tính nhẩm một cách thuận tiện. Bây giờ chúng ta cùng nhau bước sang bài tập 3. Ở bài tập 3 gồm có hai phần. Phần A tính và phần B chọn kết quả đúng với mỗi phép tính. Bây giờ cô sẽ cùng các em chúng ta hoàn thành bài tập 3A. Ở bài tập 3A là gồm có các phép tính, gồm có hai dấu phép cộng trừ liên tiếp, thì ta sẽ thực hiện như thế nào? Khi thực hiện phép cộng, phép trừ gồm có hai dấu cộng trừ liên tiếp thì chúng ta sẽ thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em phép tính đầu tiên. Đây là phép cộng gồm có hai dấu cộng liên tiếp. Thì lúc này ta sẽ thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải. Đây là phép tính gồm có số tròn trục cộng với chữ số tròn trục. 20 cộng 30 cộng 50. Lúc này cô sẽ thực hiện tính nhẩm 20 gọi là 20 cộng 30 bằng bao nhiêu nào? 20 cộng 30 bằng 50. 50 cộng 50 bằng bao nhiêu hả? 50 cộng 50 bằng 10. Và 10 là bằng 100. Vậy, phép tính đầu tiên, 20 cộng 30 cộng 50 bằng 100. Với các phép tính tiếp theo, cô mời tất cả chúng ta thực hiện vô vỡ. Nào, cô mời tất cả chúng ta dâng bút và quan sát lên màn hình. Với phép tính 100 trừ 30 trừ 40, đây là phép tính trừ, gồm có hai dấu trừ liên tiếp, ta cũng sẽ thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải. 100 trừ 30
bằng 10 chục trừ 3 chục bằng bao nhiêu? À, 10 chục trừ 3 chục bằng 7 chục. Lúc này cô sẽ lấy 7 chục trừ 4 chục bằng 3 chục. Và đáp án của cô là 30. Bạn nào có đáp án đúng với của cô không? Và cô cũng khen tất cả những em có đáp án đúng với đáp án của cô. Chúng ta cùng nhau chuyển sang phép tính tiếp theo. Với phép tính 100 trừ 8 trừ 10 bằng bao nhiêu? Cô cũng sẽ thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải. Lấy 100 trừ 8. Ở tiết học trước, cô đã hướng dẫn các em cách đếm bước, đếm lui. 8 bắt đầu từ 100. Vậy 100 trừ 8 bằng 92. Lúc này chúng ta sẽ lấy 92 trừ 10. Đây là cái trừ không nhớ trong phạm vi 100. Chúng ta cũng sẽ dễ dàng tính nhầm ra kết quả 92 trừ 10 bằng 82. Và 82 là kết quả đúng của phép tính 100 trừ 8 trừ 10. Và cô khen tất cả những em có kết quả đúng với kết quả của cô. Nào, chúng ta cùng nhau bước sang phép tính tiếp theo. 44 cộng 6 cộng 50 bằng bao nhiêu? À, lúc này chúng ta cũng sẽ thực hiện tính 44 cộng 6. Chúng ta sẽ thực hiện đếm thêm. 6 bắt đầu từ 44. Vậy 44 cộng 6 bằng 50. 50 cộng 50, đây là số tròn trục cộng với số tròn trúng. Chắc chắn chúng ta dễ dàng tính nhầm ra kết quả 50 cộng 50 bằng 10 trúng. Và 10 chục chính là bằng 100. Vậy kết quả đúng của cô là 100. Chúng ta cùng nhau đối chiếu bài làm của mình với của cô. À, chắc hẳn tất cả chúng ta đều có đáp án đúng với đáp án của cô. Và chúng ta cùng nhau chuyển sang phép tính 11 cộng 22 cộng 66 bằng bao nhiêu nào? Ở đây chúng ta sẽ thực hiện tính 11 cộng 22. Đây là phép cộng không nhớ trong phạm vi 100. Chúng ta sẽ dễ dàng tính nhầm kết quả. Ta sẽ lấy chữ số đơn vị cộng với chữ số đơn vị. 1 cộng 2 bằng 3, viết 3. 1 cộng 2 bằng 3. Như vậy 11 cộng 22 bằng 33. Sau đó chúng ta sẽ lấy 33 cộng 66. Đây cũng là phép cộng không nhớ trong phạm vi 100. Chúng ta cũng sẽ tính được kết quả là 99. Vậy với phép tính 11 cộng 22 cộng 66 bằng 99. Chúng ta cùng nhau bước sang phép tính cuối cùng. 73 trừ 14 cộng 20. Chúng ta cũng sẽ thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải. Chúng ta sẽ thực hiện tính 73 trừ 14. Đây là phép trừ có nhớ trong phạm vi 100. Thì lưu ý các em cần nhớ đó là kỹ thuật mường trả. 3 trừ 4 không được, lấy 13 trừ 4 bằng 9, viết 9 nhớ 1. 1 thêm 1 bằng 2, 7 trừ 2 bằng 5. Vậy 73 trừ 14 bằng 59. Sau đó chúng ta sẽ lấy 59 cộng 20. Đây là phép cộng không nhớ trong phạm vi 100. Chúng ta cũng sẽ dễ dàng tính nhầm được kết quả bằng 79. Các em cùng nhờ bố mẹ mình kiểm tra bài làm của mình với cô thêm một lần nữa. Và cô cũng chúc mừng tất cả chúng ta có kết quả đúng với kết quả của cô. Như vậy, để thực hiện phép cộng, phép trừ gồm có hai dấu cộng trừ liên tiếp, ta thực hiện như thế nào? Các em hãy nói cho bố mẹ mình nghe. À, khi thực hiện phép cộng trừ với hai dấu phép tính cộng trừ liên tiếp, ta sẽ thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải. Bây giờ cô cùng các em chúng ta chuyển sang bài tập 3B. Các em hãy đọc trước câu bài tập 3B. Ở bài tập 3B, để yêu cầu chúng ta chọn kết quả đúng với một phép tính. Trên màn hình, cô có những chú chim và những chú chim đang gấp những thẻ phép tính. Và ở dưới màn hình là có những ngôi nhà và mỗi ngôi nhà này đều có những con số. Và những con số 51, 52, 53, 54 chính là kết quả của một phép tính mà chú chim đang gấp. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta hãy giúp cho chú chim
tìm đúng ngôi nhà của mình bằng cách nếu đúng kết quả của một phép tính. Cô mời tất cả chúng ta hãy suy nghĩ và trình bày vào vở. Nào, cô mời tất cả chúng ta dừng bút và quan sát cái màn hình. Chúng ta cùng giúp đỡ cho chim. Chú chim đầu tiên là một chú chim hồng rất là xinh xắn và dễ thương. Chú chim hồng đang gấp phép tính 27 cộng 27 trừ 2. À, ở phép tính này, đây là phép tính gồm có hai dấu cộng và trừ, thì chúng ta thực hiện như thế nào? Ta sẽ thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải. 27 cộng 27 bằng 54, 54 trừ 2 bằng 52. Và bây giờ chúng ta cùng kiểm tra xem chú chim hồng đã tìm đúng ngôi nhà của mình chưa? À, chúng ta chúc mừng cho chú chim đầu tiên đã tìm đúng ngôi nhà của mình. Bây giờ với phép tính 100 trừ 40 trừ 6, em nào có kết quả rồi? À, 100 trừ 40 trừ 6 sẽ là bằng 54. Ta sẽ lấy 100 bằng 10 chục, trừ 4 chục bằng 6 chục, 6 chục trừ 6 bằng 54. Và chúng ta cũng đã chúc mừng chú chim tiếp theo đã tìm theo ngôi nhà của mình là một ngôi nhà màu vàng có số là 54. Và cô cũng khen tất cả những bạn có kết quả đúng với kết quả của cô. Bây giờ chúng ta hãy giúp đỡ cho chú chim tiếp theo là một chú chim xanh. Với phép tính của chú đang gấp là 68 cộng 5 trừ 20 bằng bao nhiêu nào? À, 68 cộng 5 bằng 73. 73 chúng ta sẽ trừ về 20 có kết quả 53. Ừ, rất là vui khi chú chim có tìm đúng ngôi nhà của mình có số là 53. Và một chú chim cuối cùng, lúc này việc của chúng ta rất là đơn giản. 25 cộng 6 cộng 20 bằng bao nhiêu nào? À, 25 cộng 6 bằng 31. 31 cộng 20 bằng 51. Và chú chim cuối cùng cũng đã tìm đúng ngôi nhà của mình. Và cô cũng chúc mừng tất cả những bạn đã giúp đỡ cho chú chim hoàn thành việc của mình là tìm đúng ngôi nhà của mình rồi đấy. Và cô khen tất cả các em. Bài tập 3B cũng đã kết thúc của tiết học hôm nay. Ở tiết học hôm nay, các em đã được học những gì? À, hôm nay chúng ta đã cùng nhau ôn lại phép cộng, phép trừ có nhớ trong phạm vi 100. Và chúng ta cũng cần phải ghi nhớ mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ để thực hiện tính nhẩm một cách nhanh nhất. Và khi thực hiện phép cộng, phép trừ gồm có hai dấu phép cộng, trừ liên tiếp, ta thực hiện như thế nào? À, khi thực hiện phép cộng, phép trừ gồm có hai dấu cộng, trừ liên tiếp thì chúng ta sẽ thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải. Và cô cũng chúc các em luôn có những tiết học thật là vui vẻ và bổ ích. Cô chúc các em luôn học giỏi, chăm ngoan. Cô xin chào và hẹn gặp lại các em. Cô Nhân thân ái chào tất cả các em học sinh lớp 1. Hôm nay, cô rất vui khi được tiếp tục đồng hành cùng các em trong môn tiếng Việt, bộ sách Cánh Diều, bài 64, vần in, vần ít và luyện viết, in, đèn pin, ít, quả mít. Trước khi bắt đầu tiết học, cô dành cho các em thời gian để chuẩn bị lại sách vở và đồ dùng học tập của mình. Để tiết học của cô trò mình đạt hiệu quả, các em cần phải ngồi ngay ngắn, chú ý và làm theo những gì cô hướng dẫn nhé. Sẵn sàng chưa nào? Cô trò chúng ta cùng bắt đầu tiết học hôm nay. Mời các em hãy mở sách giáo khoa trang 116 và 117. Giới thiệu với các em, hôm nay các em sẽ học hai vần mới, đó là vần in và vần ít. Cùng cô nhắc lại nhé. Vần in, vần ít. Một lần nữa. Vần in, vần ít. Cô trò ta vào phần 1 làm quen nhé.
các em hãy quan sát và thử đoán xem trên tay cô Nhân đang cầm cái gì nào. À, cô đang cầm một cái đèn đấy. Và trên cái đèn này có một cái nút. Khi cô nhấn nút này, đèn sáng lên. Và đèn sáng được là nhờ cục pin ở phía bên trong, nên người ta gọi đây là đèn pin đấy. Cô có từ mới, lắng nghe cô phát âm. Đèn pin. Lặp lại cùng cô nào. Đèn pin. Một lần nữa. Đèn pin. Trong từ đèn pin, tiếng nào chứa vân mới? À, tiếng pin chứa vân mới đấy. Cùng cô phân tích tiếng pin nào. Tiếng pin có ấm pơ đứng trước, vần in đứng sau. Cô đánh vần và đọc trơn, các em chú ý lắng nghe. Pin, pờ, in, pin. Nhắc lại cùng cô nào. Pờ, in, pin, pin. Cô trò mình cùng tìm hiểu kỹ về vần in nhé. Hãy quan sát và cho biết vần in có mấy âm, đó là những âm nào? À, vần in có hai âm, âm y đứng trước, âm n đứng sau. Cô đánh vần và đọc trơn, các em lắng nghe. Y, n, in, in. Lặp lại cùng cố nát. Y, n, in, in. Một lần nữa. Y, n, in, in. Tiếp tục quan sát lên màn hình nhé. Quả gì mà gai chín chít? Quả gì vậy các em? À, quả mít đấy. Quả mít ở bên ngoài da sần sù, có gai, nhưng bên trong có muối màu vàng. Ăn rất thơm và ngon đấy các em ạ. À. Cô có từ mới, lắng nghe cô phát âm. Quả mít. Lặp lại cùng cô nào. Quả mít. Trong từ quả mít, tiếng nào chứa vân mới? À, tiếng mít chứa vân mới đấy. Phân tích tiếng mít nào. Tiếng mít gồm có ấm mơ đứng trước, vân ít đứng sau và dấu sắc trên y. Cô đánh vân kết hợp với đọc trơn, các em chú ý lắng nghe. Mơ ít mít sắc mít. Mít. Lặp lại cùng cô nào. Mơ ít mít sắc mít. Mít. Một lần nữa. Mơ ít mít sắc mít. Mít. Cô trò mình cùng tìm hiểu về vần ít nhé. Quan sát vần ít và cho biết vần ít gồm có mấy âm, đó là những âm nào? À, vần ít gồm có hai âm, âm y đứng trước, âm tờ đứng sau. Đánh vần và đọc trước. Y tờ ít, ít. Lặp lại cùng cô nào. Y tờ ít, ít. Một lần nữa. Y tờ ít, ít. Các em vừa làm quen với hai vần mới, đó là hai vần nào? À, đó là vần in và vần ít. Vậy, vần in và vần ít có điểm gì giống nhau? À, vần in và vần ít đều bắt đầu bằng âm y. Điểm gì khác nhau giữa vần in và vần ít nào? À, vần in có âm cuối là âm n, vần ít có âm cuối là âm tờ. Các em vừa được làm quen với hai từ mới, đó là hai từ nào? À, đó là đèn pin và quả mít. Cùng cô đọc lại toàn bài nhé. In, đèn pin. Ít, quả mít. Một lần nữa nào. Mời các em. Tiết học hôm nay, cô có mang đến cho các em một trò chơi vô cùng thú vị. Đó là trò chơi gì?
Tiếp tục quan sát lên màn hình nhé. Trò chơi có tên là hái quả trên cây. Các em hãy quan sát, trên màn hình cô có một cái cây. Trên cây có rất nhiều quả táo. Mỗi quả táo có chứa một tiếng. Ở phía dưới, cô có hai cái rổ. Một cái rổ chứa vần in và một cái rổ chứa vần ít. Trò chơi này yêu cầu chúng ta hái những quả táo có tiếng chứa vần in xếp vào rổ có vần in và hái những quả táo có tiếng chứa vần ít xếp vào rổ có vần ít. Trước khi bắt đầu trò chơi, cô trò chúng ta cùng đọc và tìm hiểu các tiếng ở trên mỗi quả táo nhé. Đầu tiên, nín, tin, nhìn, vịt. À, giới thiệu với các em, đây là con vịt đấy. Chín. À, cô có một quả cà chua và quả cà chua này đã chín rồi đấy. Từ cuối cùng, thịt. À, trên màn hình, đây là hình ảnh của một miếng thịt đấy. À, thịt có rất nhiều chất đạm, nhưng các em không nên ăn nhiều, cần phải kết hợp với ăn với rau củ quả nữa các em nhé. Các em à, trò chơi này chính là bài tập 2 ở sách giáo khoa trang 116 đấy. Nhiệm vụ của các em là hãy mở sách giáo khoa, dùng bút chì và thửa kẻ, nối những quả táo có tiếng chứa vần in vào rổ có vần in và nối những quả táo có tiếng chứa vần ít vào rổ có vần ít. Các em đã nắm rõ được nhiệm vụ của mình chưa nào? Hãy thực hành vào sách giáo khoa nhé! Bây giờ, cô trò mình cùng kiểm tra kết quả nhé! Đầu tiên, tiếng nín. Tiếng nín có vần gì về các em? À, tiếng nín có vần in. Cô xếp vào rổ có vần in đấy. Tiếp theo, tin. Tiếng tin có vần gì? À, tiếng tin cũng có vần in. Cô xếp vào rổ có vần in. Vậy con tiếng nhìn thì sao? À, tiếng nhìn cũng có vần in. Cô xếp vào rổ có vần in. Con tiếng vịt. À, tiếng vịt có vần ít đấy. Cô xếp vào rổ có vần ít. Đến tiếng chín nào. À, tiếng chín có vần in. Và cuối cùng, tiếng thịt. À, tiếng thịt có vần ít đấy. Các em có làm giống như cô không? Hãy kiểm tra xem mình có làm đúng không nhé. Nếu làm đúng, hãy từ thưởng cho mình một tràng pháo tay nào. Còn bây giờ, hãy cùng cô nói lại các tiếng có vần in và các tiếng có vần ít nhé. Tiếng nín có vần in. Tiếng tin có vần in. Tiếng nhìn có vần in. Tiếng chín có vần in. Tiếng thịt có vần ít. Tiếng vịt có vần ít. À, ở ngoài bài học của chúng ta có rất nhiều tiếng có vần in và vần ít đấy các em ạ. À, các em hãy tìm thêm một số tiếng có vần in và vần ít nói cho người thân của mình nghe nhé. Và cô lưu ý rằng khi các em tìm tiếng, các tiếng có vần in kết hợp được với tất cả các thanh, nhưng các tiếng có vần ít chỉ kết hợp được với hai thanh thôi nhé. Bây giờ, cô trò chúng ta cùng chuyển sang hoạt động tiếp theo, đó là tập đọc. Các em à, ở thành phố Huế chúng ta có rất là nhiều hồ sen đẹp. Vào mùa hè, hoa sen trong hồ đua nở, tỏa hương thơm ngát. Vậy, hồ sen ở nhà bà Ngân trong bài tập đọc ngày hôm nay như thế nào? Cô trò chúng mình cùng đọc và tìm hiểu bài tập đọc hồ sen nhé! Đầu tiên, các em hãy mở sách theo dõi cô đọc mẫu. Hồ sen. Gần nhà Ngân có hồ sen đẹp lắm. Từ cửa sổ, Ngân có thể nhìn rõ mặt hồ. Mùa hè đến, sen ra búp. Chỉ ít hôm,
sen đã nở kín hồ. Khi gió về, nhà ngân thơm ngát. Trong bài tập đọc này có một số tiếng từ mới và một số tiếng từ khó. Cô trò chúng mình cùng luyện đọc nhé. Đầu tiên, hồ sen. Tiếng sen có âm sờ khi đọc các em chú ý nhé. Mời các em đọc lại nhé. Tiếp theo, nhìn. Tiếng nhìn có vân gì về các em? À, tiếng nhìn có vân in chúng ta vừa mới học đấy. Mời các em nào. Ít hôm. Tiếng ít có vân gì? À, tiếng ít có vân ít đấy. Mời các em đọc nào. Kín hồ. Tiếng kín cũng có vân ít đấy. Mời các em đọc nào. Cuối cùng, thơm ngát. Tiếng ngát có âm cuối tờ khi đọc các em chú ý nhé. Mời các em cùng đọc lại các từ các tiếng này một lần nữa nhé. Bây giờ, cô trò chúng ta cùng chuyển sang phần luyện đọc câu. À, hãy quan sát vào bài tập đọc và cho biết bài tập đọc này có tất cả bao nhiêu câu? À, bài tập đọc có tất cả 5 câu đấy. Cô chúc mừng những bạn có câu trả lời chính xác. Đây là câu số 1. Câu số 2. Câu số 3. Câu số 4. Và câu số 5. Các em lưu ý khi đọc câu số 1, nhớ đọc đề bài trước nhé. Bây giờ, cô trò chúng ta cùng luyện đọc từng câu. Khi cô chỉ lần thứ nhất, các em hãy đọc theo cô. Khi cô chỉ lần thứ hai, các em hãy tự đọc nhé. Hồ sen. Gần nhà ngân có hồ sen đẹp lắm. Mời các em. Câu số 2. Từ cửa sổ, ngân có thể nhìn rõ mặt hồ. Mời các em đọc nào. Câu số 3. Mùa hè đến, sen ra búp. Mời các em. Câu số 4. Chỉ ít hôm, sen đã nở kín hồ. Các em đọc nào. Câu số 5. Khi gió về, nhà ngân thơm ngát. Mời các em. Các em vừa luyện đọc câu, bây giờ hãy tiếp tục quan sát lên màn hình xem cô chia đoạn bài tập đọc này nhé. À, bài tập đọc này cô chia làm 2 đoạn. Đoạn 1 là 3 câu đầu. Đoạn 2 là 2 câu còn lại. Khi đọc đoạn 1, các em chú ý đọc tiếp đề bài nhé. Bây giờ, mời các em hãy luyện đọc từng đoạn nào. Đoạn 1. Mời các em đọc đoạn thứ hai. Vừa rồi,
cô đã luyện đọc cho các em theo từng bước. Bây giờ, các em đã tự tin chưa nào? Hãy cầm sách giáo khoa của mình lên và cùng bạn Nhật Nam, học sinh lớp 14, trường tiểu học Tây Lộc, đọc thật to, rõ ràng bài tập đọc này cho người thân của mình nghe nhé. Hồ sen, kinh nhà ngân có hồ sen đẹp lắm. Từ cửa sổ, ngân có thể nhìn rõ mặt hồ. Mùa hè để sen ra búp, chỉ ít hôm, sen đã nở chín hồ. Khi gió về, nhà ngân thơm ngát. Các em có nhận thấy bạn Nhật Nam đọc trôi chảy không nào? Để đọc tốt như vậy, bà phải luyện đọc rất nhiều đấy. Ở nhà, các em hãy cố gắng luyện đọc thật nhiều để đọc đúng và đọc tốt nhé. Tiếp theo, để giúp cho các em hiểu hơn về nội dung của bài tập đọc này, cô trò chúng ta cùng chuyển sang phần tìm hiểu bài. Trên màn hình cô có hai ý, ý A và ý B. Các em hãy cùng cô đọc nội dung của từng ý nào. Gần nhà ngân có hồ cá đẹp lắm. Mùa hè sen nở kín hồ. Trong hai ý này, các em thấy ý nào đúng? Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước ý em cho là đúng nhé. Mời các em thực hành vào sách giáo khoa nào. Cùng kiểm tra kết quả với cô. Cô đã chọn ý B đấy. Mùa hè sen nở kín hồ. Vậy các em có chọn giống cô không? Và vì sao các em lại chọn ý này? Vì ở ý A gần nhà ngân có hồ sen chứ không phải là hồ cá, phải không các em? Vậy đáp án chính xác là đáp án B. Cô chúc mừng những bạn có câu trả lời đúng. Để thay đổi không khí tiết học, cô trò chúng mình cùng nghỉ giải lao nhé. Em đã cảm thấy thoải mái hơn chưa nào? Cùng chuyển sang phần tập viết với cô nhé. Hôm nay các em sẽ luyện viết in, đèn pin, ít và quả mít. Trước khi vào phần luyện viết, hãy cùng cô đọc lại nội dung của bài tập viết nào. In, đèn pin, ít, quả mít. Sau đây cô sẽ hướng dẫn quy trình viết, các em chú ý quan sát nhé. Đầu tiên là viết in. Chữ ghi vần in có độ cao 2 ly. Khi viết, ta viết con chữ y trước, con chữ n sau.
Chú ý điểm nối giữa Y và N. Tiếp theo là đèn pin. Khi viết đèn pin, các em viết đèn trước, pin sau. Chú ý dấu huyền đặt ở trên con chữ E. Và khoảng cách giữa đèn và pin là một con chữ O. Tương tự như viết in, khi viết ít, các em viết ít trước, tờ sau. Chú ý điểm nối giữa y và tờ. Cuối cùng là quả mít. Khi viết quả mít, các em viết quả trước, mít sau. Dấu hỏi ở trên con chữ A và dấu sắc ở trên con chữ Y. Khoảng cách giữa quả và mít là một con chữ O. Sau đây là quy trình viết cụ thể, các em hãy chú ý quan sát. Các em đã nắm được quy trình viết rồi đúng không nào? Hãy cùng luyện viết bạn con với cô nhé! Các em hãy cố gắng luyện viết bản con thật nhiều lần để viết đúng nhất. Còn bây giờ, hãy lắng nghe cô nêu yêu cầu của phần luyện viết vở nào. Hôm nay, các em sẽ viết một dòng in, một dòng đèn pin
một dòng ít và một dòng quả mít ở vở luyện viết trang số 28. Các em lưu ý, những dấu chấm là những chỗ đặt bút. Cố gắng nắn nót để chữ của mình luôn đẹp và giữ vở luôn sạch các em nhé. Và giới thiệu với các em, đây là một bài viết cô đã hoàn thành. Hôm nay, cô trò mình vừa hoàn thành xong bài 64, vần in và vần ít rồi đấy. Ở nhà, các em cố gắng luyện đọc bài và hoàn thành tốt bài viết nhé. Rất mong quý vị phụ huynh luôn đồng hành để các em hoàn thành tốt nhiệm vụ. Việc học của cô trò chúng mình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những tiết học sau.